Lằng về chiều nay lằng xuống ngủ. Làm xuống ngủ á? Vâng. Thế là ngủ đây luôn à? Vâng. Thế là mẹ là không cho ở cùng nữa à? Vâng. Nhưng mà buổi tối em có được đi xuống đấy để ngủ không? Có chắc là lúc vợ đưa về đây thì không được đi, không được về nhà nữa. Chỗ để ngủ thôi ạ. À, đi làm chỗ để ngủ á? Vâng. Thế là nếu mà ngủ thì là ngủ ở dưới phần chuồng, phần dưới này hay là ngủ ở trên này? Ngủ trên này ạ. Ngủ ở trên này á? Vâng. Cháu Lực xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới, xin chúc tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa các bác, hôm nay cháu Lực lên trên nhà của ba anh em mình, em Chùa và em Quỳnh thì nghe một câu chuyện rất là sốc của bác ạ. Vừa rồi thì ở dưới nhà thì em vợ của Quỳnh thì có nói với cháu Lực rằng là mẹ đã đuổi Quỳnh là đi ra khỏi nhà rồi và không cho Quỳnh là ở dưới đấy cùng với lại là mẹ nữa. Đấy, còn về vợ của Quỳnh ấy, thì là chưa có thể mà đi được cô bác ạ. Là do rằng do là vợ của Quỳnh đang trong thời gian ở cứ và thêm là một phần nữa là vợ các em thì cũng có một cái hướng là quyết định là phải đợi bao giờ vợ ở cứ xong thì là mới đi cô bác ạ. Cũng được hơn tuần rồi, cháu Lực là chưa có lên nhà của ba anh em thì không biết là cái câu chuyện gì đó xảy ra. Hôm nay thì là Mạnh là đi cùng cháu Lực. Còn là bây giờ thì xin mời các bác cùng theo dõi video và cùng cháu Lực đi vào tìm hiểu thêm là cái câu chuyện là em Quỳnh tại sao mẹ lại đuổi ra ngoài đột ngột như vậy các bác nhá. Ai à, Mạnh đi trước đi. Mạnh cầm cây đi. Tí sợ chó đấy. À, sau một cái thời gian mà cháu Lực hỏi đấy các bác thì là nói là Quỳnh hiện tại là đang ở tít trên đồi như nghe các bác. Xe thì là xe máy là không có thể là đi được rồi. Vừa rồi thì đi được một nửa đường thì cháu Lực mới ghi hình lại chia sẻ lên để cho các bác cô chú anh chị là cùng biết. Đấy, ba anh em thì là trước lúc mà cháu Lực lên chia sẻ đấy các bác thì cũng đã rơi vào một cái hoàn cảnh hộ nghèo ở trong thôn rồi. Phải nói là hộ nghèo là lâu năm nữa các bác. Đấy, nhưng mà sau thời gian đấy cháu Lực lên chia sẻ thì cũng nhận được là một số là phần quà của cô bác anh chị là gửi tới cho bốn mẹ con. Đấy, nhưng mà tuy nhiên là trong lúc mà vợ của Quỳnh đang mang thai đấy cô bác là mẹ có bảo là nhất quyết là đẻ ở nhà, không cho lấy đi vào trạm xá để đẻ. Đấy, nhưng mà khi mà cháu Lực lên ấy, thì cháu Lực cũng chỉ với các em rằng là không có được đẻ ở nhà, phải đi ra ngoài trạm để mà đẻ thì mới an toàn được. Đấy, tuy nhiên thì là các em không nghe theo lời mẹ và nghe theo lời của cháu Lực thì đi xuống cái trạm ấy là mẹ là vẫn đi cùng các bác ạ. Thế nhưng mà đến nửa đường thì vợ của Quỳnh là sinh ở ngoài đường luôn. Đấy, về đến nhà là mẹ là không cho vào nhà nữa. Và trong thời gian đó thì Quỳnh có đi xin nhà hàng xóm để mà ở cùng, để mà ở nhờ. Đấy, rất là may là nhà hàng xóm là còn là cho ở nhờ. Thế nhưng mà ở một thời gian thì là hàng xóm thì cũng về nhà, thành ra là Quỳnh là không có chỗ ở nữa. Thì Quỳnh cương quyết là dọn lên trên phần mái hiên để mà ở cô bác ạ. Hay nhưng mà Quỳnh cũng có nói rằng là khi mà hết ở cứ xong thì là mẹ là không có chỗ ở nữa. Đấy, và hôm nay thì cháu Đức tiếp tục lên là chia sẻ cái câu chuyện của hai vợ chồng mình lên. Ở đây thì cũng có rất là nhiều cô bác nói rằng là lấy vợ lấy chồng rất là sớm đấy. Thế nhưng mà ở trong đó thì các bác phải hiểu được rằng là khi mà người bố của mình mất đi ấy, rơi vào một cái căn bệnh hiểm nghèo, không có tiền để mà chạy chữa rồi, là tâm nguyện cuối cùng là muốn nhìn thấy người con của mình, một người thôi, là cưới được một người vợ về nhà để phụ giúp công việc. Đấy, thì là Quỳnh mới lấy vợ. Và trong thời gian các em ở với nhau ấy thì cũng là có Lộc này, thì là ông trời cũng ban tặng cho các em là một em bé. Đấy, hiện tại thì là vợ vẫn còn đang ở cứ thôi các bác. Đấy, còn là bây giờ thì chắc là phải đi gặp Quỳnh. Thì cháu Lực
tiếp tục là chia sẻ sau cô bác ạ. Từ đây lên trên thì có vẻ như là một cung đường khá là xa nữa. Ở tít dưới kia thì có là mấy cái ngôi nhà ở dưới kia. Nhưng mà mấy ngôi nhà ở dưới kia thì là có đường xe máy để mà đi vào được cô bác ạ. Mệt không ạ Mạnh? Nào, đứng lại cho chú hỏi nào, mệt không? Mệt à? Thế lần sau còn đi với chú không? Nói to xem nào, lần sau còn đi với chú không? Đi à? À, Mạnh thì là chuẩn bị là đi học lớp 1 rồi cô bác ạ. Đường đi có khó không ạ Mạnh? Khó à? À, đấy, à sau một thời gian hai anh em leo đồi thì là cháu Lực đã bắt gặp là em Quỳnh rồi cô bác ạ. Đấy, có vẻ như là cái này là cái chuồng trâu thôi, cũng biết là đã làm lâu chưa. Anh chào Quỳnh nhá. Rồi. Em chào anh ạ. Rồi. Em xin chào các ông các bà. Rồi. Đấy. Hôm nay một mình lên đây thôi à? Vâng. À, thế vừa rồi anh đi xuống nhà thì là bắt gặp là vợ với lại là con là ở nhà, thấy bảo là em lên trên này làm làm chỗ ngủ à? Vâng ạ. À, thế con anh thấy đây có một con trâu, trâu này là trâu của nhà ai đấy? Trâu này lúc trước bố cho chia, bố chia cho thôi ạ. À? Bố chia cho à? Vâng. Thế là bố chia cho ba anh em thì mỗi người là được một con không, hay là em hay là một mình em được một con thôi? Được con này để cho nó để con cho ra. Cho nó đẻ con cho à? Vâng. Thế lúc mà nó đẻ con cho thì là mình có được trâu không, hay là mình lấy lại cho mẹ? Lấy lại cho mẹ. À, lấy con thôi. Lấy lại được cho mẹ á, thì mình chỉ lấy con thôi á. Vâng. Ồ. Oh. Thế là trâu này là bây giờ là lấy lại mẹ chia cho rồi, nhưng mà sau này là mình chỉ có được là con của nó thôi. Vâng. Ồ. Thế là em lên trên này thì lên lâu chưa? Lúc đấy 12 giờ lên rồi. 12 giờ chưa lên à? Vâng. Thế em lên trên này là lên để làm gì? Lên để làm lăng giống cái này, nhưng mà không phải lăng đấy, lại lăng trên kia. Làm cái này á? Vâng. À, thế là làm chuồng gà à? Vâng. À, làm chuồng gà thì là thế buổi tối là có ở đây không? Có. Tối là ở đây á? Vâng. À thế là mấy nữa hai vợ chồng vợ hết ở cứ là ra đây ở à? Vâng. Thế ngoài công việc hôm nay em ra làm chuồng gà thì còn làm thêm cái gì không? Làm về trong nay làm chỗ ngủ nữa. Làm chỗ ngủ á? Vâng. Thế là ngủ ở đây luôn à? Vâng. Thế là mẹ là không cho ở cùng nữa à? Vâng. Còn bao nhiêu ngày nữa thì là vợ được lên đây? Vợ được đi ra ngoài? Được bế con đi ra ngoài ấy? Là 2-3 ngày thôi. 2-3 ngày nữa. Vâng. Thế là mẹ là ở dưới đấy là không cho em là ở dưới đấy rồi à? Vâng. Nhưng mà buổi tối em có được đi xuống đấy để ngủ không? Có, chắc là lúc vợ được về đây thì không được đi, không được về nhà. À, thế là vợ về đây là không được đi nữa. Vâng. Thế là bây giờ là mẹ chia cho cái chuồng trâu này ở, hay là em chỉ ở nhờ thôi? Mẹ chia cho. Mẹ chia cho á? Vâng. Cái đất của nhà em thì trước là bố chia cho hết chưa? Đất của em ấy. Rồi. Chia cho à? Vâng. Thế là ba anh em là lúc mà khi mà bố mất là chia cho hết rồi à? Vâng. Ôi trời ơi. Ngày trước mà cháu được xuống chia sẻ đấy cô bác, thì không nghĩ được rằng là cái câu chuyện của các em là thật sự là đi vào bế tắc và ngõ cụt như vậy. Đấy, trong thời gian vừa rồi thì nếu như là không có các bác mạnh thường quân giúp đỡ thì không biết là hai vợ chồng sẽ đi đâu để mà lấy được tiền về để mà nuôi con nữa. Thế là bây giờ là chuẩn bị là làm cái gì? Đi làm chỗ để làm gì? Chỗ để ngủ thôi. À, đi làm chỗ để ngủ á? Vâng. Thế là nếu mà ngủ thì là ngủ ở dưới phần dưới này hay là ngủ ở trên này? Ngủ trên này. Ngủ trên này á? Vâng. Thế em đã có tối nào ngủ đây chưa? Có, nhưng mà một mình ngủ thôi. Có, nhưng mà một mình ngủ à? Vâng. Thế là vợ vẫn ở dưới đấy à? Vâng. Thế là vợ ở dưới kia thì ai nấu cơm cho vợ? Lúc tối em nấu cơm xong mới về à? À, thế là tối nấu cơm xong là em trên trên này à? Vâng. Thế trên này để xem trâu à? Vâng. À, thế là mấy nữa là mẹ chia cho gà nữa à? Mới lên làm chuồng gà? Không, gà lúc lái vợ về thì vợ của mẹ cha cho hai con thì mẹ có rồi. Lúc đấy là mẹ vợ chia cho à? Vâng, nó tự đi mua về. Thế là em tự đi mua về nữa? Vâng. Ôi dồi, cháu được nhìn thấy là dạo này là có vẻ như là em ấy rơi vào cái hoàn cảnh như này thì là thấy tóc là bạc nhiều hơn của bác này. Rất là nhiều những cái sợi bạc bạc như này. Hôm nay thì lên thì cũng không có cầm theo tăng đơ chứ không là cắt cho em rồi. Trâu này thì là anh thấy là chắc là mới lấy lên thôi à?
Thấy là vẫn còn là ít phân chuồng đấy. Vừa mới lấy lên trên này à. Cái lán này thì dựng được bao nhiêu lâu rồi? Dựng đưa lúc bố chưa chết thì dựng được lâu rồi. Lúc bố là chưa chết là dựng được lâu à? Vâng. Thế là trước là ý định của em là muốn lên trên này ở hay là ở dưới kia? Muốn ở dưới kia nhưng mà mẹ không cho, mẹ bảo là lên trên này ở. Mẹ đuổi lên trên này để ở à? Vâng. Đấy. Đấy, ở đây là lý do là do là em không nghe theo lời mẹ là đẻ ở nhà đúng không? Đúng. Nếu mà trước kia là vợ đẻ ở nhà thì là mẹ vẫn cho ở dưới đấy đúng không? Đúng. Thế thì bây giờ em làm gì thì làm đi, xem là có cái gì để anh phụ giúp, để anh phụ cho. Vâng. Để anh lên xem là chỗ ngủ của buổi tối của em xem nào. Cái cầu thang thì thật sự ra cô bác ạ, ở trên làng Mông thì ai ai cũng đều làm là cầu thang nhỏ nhỏ như này thôi cô bác. Cầu thang nhỏ này thì làm sao mà vợ lên được? Có anh đi lên trận đường. Ồ. Anh thấy là đây có tấm bạt, là bạt này là để giải để ngủ à? Vâng, bạt này để giải đây ngủ thôi ạ. Ở đây lên đây ngủ em không có chăn à? Một mình thì không lấy đâu ạ. Một mình là không cần á? Vâng. Nhưng mà mấy nữa mà vợ mà lên thì lấy chăn đâu? Lấy chăn cũ nhà về. À, lấy chăn là của nhà lên à? Vâng. Thế là bây giờ em định quay bạt thế nào đây để ngủ đây? Làm quay kia về trên này ạ. Quay đây à? À thế là vừa rồi đang buộc bạt ở đây à? Vâng. À thế thì làm đi xem là anh có phụ được không? Ui rồi, thế là ở Trùng Châu, bây giờ là hai vợ chồng là ở Trùng Châu rồi à? Vâng. Ở trên này thì thấp quá này. Cái chỗ cao nhất là đứng thẳng lên là còn chạm rồi. Thế cái tấm đấy là để giải để ngủ à? Ờ, để như thế này ngủ thôi anh ạ. Thế cứ để như thế này ngủ á? Vâng. Thế mấy nữa vợ lên thì là đem chăn ở dưới nhà lên à? Vâng. Như này thì đằng sau, như này là anh cũng chưa thấy là có bạt để quay hết này. Này là chắc là phải đi lấy cái gì về để quay thì mới ngủ được chứ. Không thì con mà bò mà rơi xuống dưới kia thì là... Không có gì để quay. Là khổ, không có gì để quay á? Vâng. Bây giờ thì chắc là phải đi lên trên rừng trên kia kìa, chặt những cái cây tre này này về để mà làm. Trên này thì là không có điện đâu nhờ? Không đâu ạ. Thế máy nữa lên thì tháo cái bóng đèn năng lượng mặt trời lên nhá. Vâng, như cái bóng đèn đấy không biết nó bị sâu, nó không lên. Nó không lên á? Vâng. Thế để một tí anh đi xuống nhà anh xem nào, để xem là nó bị làm sao. Rồi đấy, chắc là do là các em không bấm được, không bấm thôi mà. Không biết đâu anh. Thì một tí nữa anh đi xuống anh xem nào. Vâng. Bây giờ thì em làm gì em cứ làm đi nhá. Xem là cái nào được phụ được anh phụ thì anh sẽ phụ. Vâng. Thế buổi tối là em nấu cơm cho vợ xong là lên đây giải như này xong là để ngủ à? Vâng. Một mình ngủ không cần dùng chăn gì à? Vâng. Bao này là bao gì đây? Bao đấy là lấy để chim này đồng. À, thế là để làm gối á? Vâng. Rồi. Bao này thì để làm gối này. Cái tấm bạt đấy em để làm gì? Không để căng ở góc kia đi, để cho nó không có gió vào. Cái tấm bạt này để may lại để chỗ này lấy cỏ về. À. Thế là thái cỏ ở đây luôn à? Vâng. À. Trên này anh thấy là có cả xà beng đây nhờ. Vâng ạ. Có cả cuốc này thì là em đem lên à? Vâng. Đấy, khi mà chỉ vì cái tính cổ hủ của người mẹ lại khiến một đôi rơi vào cái sự mà bất lực. Không biết là bây giờ bản thân của mình là phải làm như thế nào nữa. Bây giờ chỉ có cách là đối diện thôi cô bác ạ. Đấy, ở trên này thì là hoàn toàn là nằm vào trên rừng sâu rồi cô bác. Ở trên kia thì có sương mù rất là nhiều. Trên này có phải rừng của nhà em không? Đấy. Trên kia kìa có phải rừng của nhà em không? Trên kia không phải đâu anh ạ. Không phải đâu á? Vâng. Đây em lại căng bạt đi bây giờ ấy. Căng bạt xong thì đi về chưa? Chắc là tí đã. Vâng. Chắc là cũng đến giờ là chuẩn bị nấu cơm cho vợ rồi nhờ. Vâng.
Cái bát này để làm gì đây? Nay là buổi tối là ngủ là phải căng bạt vào à? Vâng. Nó à. Mưa to thì nó phải à, à. Để qua cái này đi, qua cái dưới này này. Ờ thế là căng cái bạt này vào là để buổi tối là mưa ngủ đây là mưa to là không cho nó hắt được vào à? Vâng. À. Cây đào này là ai trồng ấy? Anh thấy là có 3 cây đào đây này. Đấy lúc bố trồng cho ta. À cái này là lúc bố trồng cho rồi à? Vâng. Ở đây thì là chắc là em ấy cũng khi mà mẹ nói như thế là chia trâu ấy cô bác. Thì là cũng mới là lại đem trâu lên trên này cho thôi, lại đem lên trên này thôi. Thế là bây giờ thuộc dạng như ở trâu này là nuôi nhờ rồi. Mình chỉ được con thôi. Vâng. Chứ có phải là con của mình đâu. Cháu của nên lái về lúc nào nó để con mình được có con thôi ạ. À thế là mình được con thôi à? Vâng. Thế là buộc xong như là buộc tận đây à? Vâng. Cái đêm nào đi ngủ thì cũng phải là buộc như thế à? Vâng ạ. Là bây giờ lấy đem trâu để lên trên này là phải lên trên này ngủ rồi này nhờ. Vâng. Này để vào mùa hè như này này cô bác này thì ở là chẳng sao đâu. Nếu mà đến mùa đông thì phải nói là ở trên này thì rất là lạnh. Úi rồi ở trên kia sạt nhiều đấy. Vâng. Đây này, úi trên kia. Có lúc mà đường đi kia đi nhưng mà kia sạt đi không được. Ủa. Chỗ này thì được tầm bao nhiêu bao? Được 12, 13 bao. 12, 13 bao à? Có lúc thì được 13 bao, có lúc được 2 bao. Thế là như này thì là có đủ là hai vợ chồng là ăn không? Ăn xong thì tự đi mua. Hết thì là ăn hết là đi mua đúng không? Chứ không phải là ăn xong. Anh thấy là ở trên này cũng có nhiều chỗ sạt đấy nhờ. Vâng. Dưới kia cũng có một chỗ là sạt khá là nhiều này cô bác này. Đấy và là ở dưới kia thì là cháu Đức nhìn thấy là có bị sạt này, lấp hết cả ruộng của bà con rồi. Đây, bây giờ là làm gì đây? Giờ lấy đi làm chỗ này chỗ à. Đó. Nên là đi làm phát cỏ xung quanh nhà. Vâng. Dọn cái cây này ra này là thế, dọn cái cây ra trước này. Đấy, mạnh ra xuống kia, mạnh xuống kia. Đấy, mạnh xuống kia. Ở trên này qua cái đồi này còn có nhà nào ở không? Không. Không à? Vâng. Cái trên đấy là toàn rừng với rừng thôi à? Vâng. Nhà đi trên kia. À, đi ra bên kia là có nhà à? Vâng. Đấy là nhà ở trên khu này là giải rác những cái dưới phần sườn đồi này các bác này. Sườn đồi này thì là rất là nguy hiểm. Mùa này thì đang là trong mùa mưa nữa. Mà không đêm mà không cẩn thận là bị sạt lở xuống đấy. Thế là hôm nay là em lên đây là dọn dẹp chỗ này à? Vâng. Thế bây giờ là nếu mà vợ lên thì là ở trên này luôn chứ có đi về xuống dưới kia nữa không? Ở trên này luôn ạ. À ở trên này luôn à? Vâng. Thế dưới kia là mẹ là không cho ở nữa thôi à? Vâng. Hay các em thì là lập gia đình từ rất là sớm các bác ạ. Quỳnh thì là năm nay mới 17 tuổi thôi nhờ. Vâng ạ. Đấy 17 tuổi đã làm bố rồi. Đấy làm bố đã phải là làm tự lo cho là gia đình nhỏ của mình rồi. À, còn là thêm một điều nữa là một cái bất hạnh rằng là không nghe theo người là mẹ. À, mẹ là sống theo cái nếp sống là của hủ từ thời xưa rồi. Là không muốn cho con là đi ra ngoài đẻ. Nếu mà đẻ là mẹ là không quan tâm đấy. Bây giờ thì gọi là như kiểu là từ mặt luôn rồi. Thế thời gian này thì là ở nhà là mẹ có chửi không? Có. Có à? Vâng. Thế là chửi cả hai vợ chồng à? Vâng. Nhưng mà chửi thì vì cái mục đích, vì cái câu nói gì? Là câu nói là
muốn là không cho ở hay là đuổi hai vợ chồng ra ngoài? Mình bảo là không cho ở, đi hai vợ chồng ra ngoài ở. Ra ngoài ở à? Vâng. Thế là hôm nọ nếu mà không được cái lán này ở là hai vợ chồng là định đi ra ngoài để mà làm lán này ở à? Vâng. Em có đòi hỏi là mẹ thêm cái gì không? Đòi hỏi là gạo hiếc gì không? Thóc thóc gì không? Không đâu anh. Không á? Vâng. Thế mày nữa mà lên đây thì hai vợ chồng sống bằng cái gì? Ăn cái gì mà sống? Mình bảo là mình cho một tí ăn, hai ba ngày tự đi mua. À là thế là cho hai ba ngày là đúng là cho, là cho nhưng mà cho ít, là thiếu đâu là hai vợ chồng khác đi mua đúng không? Đúng. Trên này chắc là chỉ có lên rừng cái tìm cái gì để mà đi bán thôi chứ này ấy. Vâng. Lúc răng về tìm răng. À là tìm măng à? Vâng. Măng này xong là mật ong có cái gì là bán được là bán cái đấy à? Vâng. À. Vậy bây giờ thì mới là đến cái giai đoạn là chuẩn bị các em là rơi vào cái hoàn cảnh này thôi cô bác ạ. Đấy, còn chưa tính, còn chưa đến cái ngày mà hai em là ở với nhau, con cái là ốm đau hay là những lúc mà không đủ ăn nữa. Em có công việc gì để mà làm không? Có công việc gì để làm cho nó ra tiền không? Không ạ. Không á? Vâng. Thế là mọi năm là chỉ là đi lấy những cái đổ trên rừng cái đi bán thôi à? Vâng. Đến cái mùa măng thì lấy măng đi bán, còn đến cái mùa mật ong thì lấy mật ong đi bán à? Vâng. Vậy thì mùa này là mùa măng qua chưa? Qua rồi ạ. Qua rồi à? Vâng. Thế mùa này lên trên rừng thì có lấy được tổ ong không? Có. Có à? Vâng. Nếu mà lấy được thì là đưa cho anh nhá. Để anh đi bán hộ cho em thì em đỡ phải đi xuống cái chợ bán. Xuống cái chợ bán thì là người ta ép các em là một giá rất là rẻ. Đấy. Vì là bây giờ là em cần tiền rồi cho nên là em phải bán vội, bán gấp. Anh cứ có thì là điện cho anh, xong là anh đem đi bán hộ. Nếu mà cần tiền quá thì là anh đưa tiền trước cho nhá. Vâng. Rồi. Chỗ này cỏ này anh cũng thấy, nhìn thấy là chắc là mới phát thôi nhờ. Vâng. Đấy là cỏ là chưa có mọc nhiều cho lắm. Ở trên này thì nhà em có nương, em được chiên nương không? Được chia cái chỗ mà trồng ngô không? Có. Có à? Vâng. À. Thế là đất là thời xưa là từ năm trước là bố là chia cho xong hết rồi đúng không? Đúng. Đấy, bố thì cũng khi mà lâm bệnh các bác là cũng biết là số phận của mình là chỉ đến thế thôi. Đấy thì bố cũng gọi như là chia chắt là của cải là cho hai anh em hết rồi, cho ba anh em hết rồi. Đấy nhưng mà tuy nhiên là không nghĩ được rằng là mẹ của các em lại cổ hủ đến thế. Gia đình hoàn cảnh đáng nghèo rồi lại còn rơi vào như cái trường hợp như thế. Đây là để đây xong là đốt đi à? Vâng. Trong này thì còn gà không? Có. Có à? Vâng. Thế là bây giờ là tài sản em là gồm những cái gì? Gồm có những cái gì? Gồm là như kiểu là mình có trâu này, lợn này, gà này thì em có những cái gì? Không có gì nữa, chỉ có gà. Chỉ có gà thôi đúng không? Thế là trâu kia là mình đang nuôi nhờ, là gọi là mình đang nuôi để mà mình lấy con thôi đúng không? À. Đấy, nhà thì cũng chỉ có là một con trâu thôi cô bác ạ. Đấy, và Quỳnh thì bây giờ hiện tại là đi ra ngoài ở riêng rồi cho nên là mẹ cũng đưa con trâu để mà cho những lúc mà đi cày này. Thế những lúc mà ở dưới nhà kia mìn đi cày này thì lấy trâu dâu ra để mày cày, lấy nguyên một con này cày à? Vâng. Thế là làm của em xong thì là mới đưa cho mìn, hay là làm của mìn trước thì là mới đưa cho em? Có nước thì làm của ai trước. À, thế là của ai có nước thì là làm của ai trước rồi đúng không? Ừ. Rồi. Đây, cái câu chuyện thực hư của đôi vợ chồng trẻ thì cũng chỉ là vì là không nghe theo lời mẹ là đi vào trạm xá để đẻ thôi.
Đấy, nhưng mà ở đây thì nếu mà khi mà các bác nghe được cái câu chuyện này thì chắc là các bác cũng rất là bức xúc khi mà người mẹ vẫn còn là sống trong cái nếp cổ hủ như thế. Này để trâu ở trên này thì có mất không? Một tí nữa về nhà nấu cơm cho vợ, ăn cơm xong thì lên trên này thì sợ có mất không? Không. Không mất đâu à? Ở đây thì có vẻ như là trên kia là rừng già rồi, thành ra là người ta không đi đúng không? Đúng. Còn ở dưới này thì là chỉ có một đường là đi xuống dưới này thôi, còn mấy cái đường kia là toàn đi là xuống hùm hết. Thế thì đến giờ, bây giờ thì đến giờ về mà nấu cơm cho vợ chưa? Rồi ạ. Rồi à? Thế là cất đồ đạc đi xong thì anh cùng Quỳnh là về luôn. Đấy, thì về xem thứ nhất là xem cái bóng điện của em nữa. Đấy bảo là không sáng ấy. Vâng. Thì còn biết để mà đem đi đổi lại. Hay là chỉ sợ là các em là bấm chỗ nào đấy hoặc là cái pin của nó là không có lên thôi. Có còn lấy đồ gì nữa không? Không. Không à? Mở đây tí con gà mình. À, thế là mở đây tí con gà là khác về à? Vâng. Ờ. Nhưng mà trong còn có một con. Trong này có một con à? Vâng. Thế mở ra tí nó chả sống à? Không, nhưng mà tí rồi. Con này để tí con này ngủ đây. Cái kia nó cũng à. Con này là thuộc dạng gà trọi mà. Vâng. Con này đem về không? Con này chắc là mang về kìa. Con này đem về à? Vâng. Thế đi về trước đi. À, thế lấy cả buộc nữa à? Vâng. À. Gà này con này nuôi lâu chưa? Chưa, vừa mới đi lái về thôi. Lấy từ đâu về? Lấy Phú Tà về. Phú Tà? Vâng. Thế con này là nuôi để làm giống à? Vâng. Ồ. Oh. Đấy, Mạnh là đi cẩn thận nhá. Ừ, rồi. Bảo là anh Quỳnh là đi từ từ thôi. Để đợi. Đấy, ở trên này thì là cũng chỉ có mấy con trâu lại thêm là mấy con gà nữa thôi. Cái con gà này là ai cho để làm giống? Con gà này chỉ đi không biết nó là ai nhưng mà đi hỏi nó bán không, nó bảo là bán. À, nó bảo là bán à? Vâng. Xong gà này mua bao tiền? Có biết mua cho nó 230.000. 230.000 á? Vâng. Thế là mua gà này để làm giống. Giống gà trọi thì có vẻ là nó sẽ được giá hơn nhờ. Vâng. Ngô này là ngô của nhà em không? Không. Không phải là của em đâu à? Vâng. Thế là vợ là được đi ra ngoài xong là hai vợ chồng là dọn đồ là lên trên này đó. Vâng ạ. Có vẻ như là trên này là ít có người lên rồi nhỉ? Vâng. Vừa rồi là anh đi ra nhà thì không nhìn thấy là Quỳnh với lại chùa. Quỳnh với chùa thì đi đâu rồi? Em có biết không? Chùa? Ờ. Không biết đâu anh. Không biết á? Vâng. Thế còn Mìn? Mìn đưa về nó cùng nhà nhưng mà bây giờ chắc nó cùng nhà không biết. À. Thế lúc em lên trên này là lên từ sớm rồi à? Vâng. Ở trên kia thì có phải là giống gà như này không? Không. Không phải à? Vâng. Ở chỗ này thì có vẻ như là có một cái ngôi nhà đây này các bác này. Ôi, đêm nay thì sợ mưa to không? Có. Ôi, trên này cũng có vẻ là sạt nhiều đấy nhỉ, đây này. Vâng. Ôi, trên kia thì máy đèn là kéo đến rất là nhiều các bác ạ. Chỉ sợ là sạt thôi. Chỉ sợ là mưa đến là phải nói là bị sạt như thế này này. Đây, bây giờ thì cháu Lực sẽ cùng Quỳnh là đi về đã cô bác. Nhau phải làm đấy thì hai anh em thì cũng ra đến nhà rồi cô bác.
À, mình thì đang chuẩn bị đi đâu đấy em? Em đang chuẩn bị đi cắt cỏ anh. Chuẩn bị đi cắt cỏ à? Vâng. À, thế mình là gửi lời chào tới các bác này. Đấy, cứ cầm luôn cũng được mà. Vâng. Con chào các ông, các bà, các cô, các chú. Thế hôm nay thì em đi đâu làm gì về? Em đi phát lúa về anh ạ. Phát lúa ấy á? Phát cỏ của lúa ấy. À, phát cỏ lúa đúng không? Anh vâng. Tưởng đi phát lúa về thì là mới trồng ấy đó nhờ. Vâng. À. Thế là bây giờ là em đi luôn à? Đây thế hai anh em có đi luôn không? Hai anh em có đi không? Không bao giờ không đi đâu. Em không đi rồi à? Vâng. À, thế thì để anh ở nhà quay phim một tí nhá. Vâng. À, có vẻ đi Quỳnh nhá. Nhưng nhá phải lặng tách chiều. Ôi, chỗ này là bị sạt hết rồi này. Vâng. À. Ê, may là cái chỗ này là không có sát nhà quá, nhưng mà sát nhà quá thì bị sạt lên cao đấy nhỉ chỗ này ấy. Như là đi xem nước à? Anh vừa nhìn thấy là chùa ở đây mà, đi đâu rồi? Chùa đây. À, đây rồi, thanh niên đây thế nào? Chùa đây thế nào chùa? Và đến buổi chiều tối như này lên thì là thường bắt gặp là ba anh em ở nhà cả. Nào, chùa đây. Con xin chào các ông các bà. Chuẩn bị đi đâu mà vuốt tóc đẹp trai đấy? Không đấy. Không đâu à? Vâng. À, đây chùa thì là đang đợi ngày để mà đi học thôi các bác ạ. Bây giờ đấy. Mẹ có ở nhà không? Không. Mẹ đi đâu rồi? Đã có thì tổ cách. Cũng không biết đâu. Cũng không biết á. À. Cái rơm này là lấy về để làm gì rơm này? Lấy về để cho Châu ăn à? Có vẻ như là trời sắp chuẩn bị mưa rồi cô bác này, rất là tối. Cái ống nước này là ống nước của nhà chùa à? Ống nước này là kéo nước ở đâu? Ống nước này là kéo nước đi đâu? À, nên là mua về là kéo nước đi vào ruộng à? Hôm nay không biết mẹ đi đâu à? Còn đây em đi trên rừng xem câu về. À. Đi lấy cỏ về, không biết mẹ đi đâu. À. Đây, trước mặt cô bác thì là cái chỗ ở hiện tại của hai vợ chồng trẻ cô bác ạ. Chưa chứ. À, vợ là đang ở đây thôi à? Vâng. À, vợ thì bế, vợ thì cấu con à? Vâng. Cái này là nước gì đấy? Nước thuốc cho bé à? Bé thế là bé là đang chuẩn bị tắm à? Không, cái này tắm xong. À, thế cái này là tắm xong rồi à? Ừ. Cái này thuốc của nó. Ờ. Thế là buổi tối là hai vợ chồng ngủ trên này chưa hay là vợ vẫn ngủ dưới đất? Vợ cũng ngủ dưới đất này. Vợ là vẫn ngủ dưới đất à? Vâng. Thế mấy hôm nay buổi đêm con có khóc nhiều không? Không. Con là không khóc nữa à? Con bây giờ ngoan rồi à? Vâng. Cái bé thì cũng khá là hiểu chuyện đấy nhỉ, đêm thì không khóc mấy. Đêm này, chỗ này ngủ thì đêm là phải cẩn thận nhá. Rắn rết là nó, những chỗ này là nó rất là thích vào đấy. Thế là bóng điện hôm nọ thì bị làm sao đây? Bóng điện nhưng mà nó lên một tí thế này. Từ từ nó lên một tí này thì em phải tăng lên này. Đây nó đang sáng yếu đúng không? Tăng đưa lên rồi. Rồi đây. Giống như cũ đấy. Để anh xem lại đó. Nó sáng yếu đúng không? Đúng. Rồi thế thì nếu mà sáng yếu quá thì để anh để đem đi đổi lại xem nào. Cái bóng đèn này thì chắc là chắn lực là phải đem đi đổi lại với cô bác ạ. Từ trước tới giờ thì mua là chưa có gặp là trường hợp này là bao giờ cả. Lần này thì là cũng lần đầu tiên cái những cái đồ điện như này thì không thể mà tránh khỏi được rằng nó bị chập hay là nó bị hỏng hóc cả. Đấy, như này thì là mình đem về dùng mình không làm rơi thì có thể là đem đi trả được. Thế cái sứa này thì là con có uống không? Có à? Vâng. Hôm nọ anh bảo là đi mua cái bình kia về, mua về chưa? Cái bình pha cho con uống ấy. Có à? Vâng. Thế những cái đồ đạc này thì là chuẩn bị trước rồi à? Vâng. Đêm thì một mình là ngủ đây thì có sợ không? Không sợ đâu à?
Thế là thời gian này là thế là hai vợ chồng là sắp mà rời bỏ chỗ này xong mà lên trên ở đấy nhỉ. Cơm mọi cái thì là nấu đều là nấu ở đây hết chứ? Vâng. Hả? Con thì đang ngủ hay sao ấy, thấy là im đấy nhỉ? Đây hai vợ chồng là còn rất là trẻ các bác ạ. Năm nay thì mấy độ là 18 đôi 10 đâu. Vào trong nhà thì tối quá vào đây ấy. Cái bóng đèn này thì cũng hỏng mất rồi. Cái bí này thì là lấy bí của mẹ hay là bí của em? Bí của mẹ ạ. À, cái này là bí của mẹ à? Vâng. Thế mấy cái đồ đạc này thì là có phải đồ của em không? Không. Đồ đạc này cũng không phải là đồ của em hết à? Vâng. Vào trong này thì có vẻ như là rất là tối và thành ra là rất là nóng nữa các bác ạ. Máy quạt máy quạt hôm nọ là anh mua lên nhưng mà lại không có điện ở đây ấy. Vâng. Đấy mặc dù là điện là ngay đây thôi các bác. Đấy nhưng mà mẹ cũng không có lấy điện cho hai vợ chồng là dùng cả. Ở trên kia thì là càng không có điện nhỉ. Vâng. Nếu mà ở trên kia kéo điện đi là liệu là kéo được không? Chắc không biết được anh. Đấy, già nhà mẹ ở thì cũng chẳng có đồ đạc gì là thấy giá trị cả các bác ạ. Những cái thùng, những cái chai, những cái nồi thì có rất là nhiều ấy, nhưng mà cháu được nhìn thấy là có cái đã hỏng rồi, còn có cái thì là chưa hỏng. Ra bên này thì là còn có điện, thành ra là sáng một chút thôi, chứ ở bên kia thì là rất là tối, rất là oi. Nên vào trong nhà thì là khá là hẹp rồi, hiện tại thì là không có bắt gặp là mẹ của các em ở nhà cả, thành ra là cháu được mới đi ra đây được cô bác, chứ không thì là không có đi ra đây được đâu. Thế buổi tối là mẹ của em đi là thường thường là đến mấy giờ thì về? Thế là có 5 giờ dưới 6 giờ là về. 5 giờ dưới 6 giờ là về à? Vâng. Thế về nhà thì là mỗi lần, nếu mà mỗi lần mà mẹ uống rượu về thì là chửi à? Vâng. Nếu mà không uống rượu là cũng chỉ nói qua thôi đúng không? Đúng. Thời gian này ở đây là mưa nhiều thì ở trong phòng thì hai anh em thì có bị ướt không? Không anh. Không bị ướt à? Nhưng mà ở trên kia nó vào mưa về. Mưa nó rột về à? Vâng. Nhưng mà nếu mà mưa như thế thì là hai vợ chồng ở trên kia thì làm sao mà ở được trên kia? Trên đó. Không, ở trên chỗ lán này à? Lấy bà đi mua bà làm. Đi mua bạt về à? Vâng. Bây giờ thì không, nếu mà không ở trên kia thì là không có chỗ nào để mà ở nữa rồi nhỉ? Anh thấy là đằng sau ở đây thì cũng bị nước nó ngấm vào, thì có vào phòng của ai của hai vợ chồng không? À chỗ này thì cũng khá là cao thôi nhỉ? Vâng. Nó không thấp mấy. Này mà để mà thấp thì là nếu mà nước mưa vào là tràn xuống ngủ của vợ đấy, là đêm là phải để ý nhá. Vâng. Nếu mà mưa to quá là phải chạy ra hót, phải chạy ra đào rãnh ngay nhá. Vâng. Đấy, đằng sau nhà thì thấy là cháu được nhìn thấy là vừa rồi cũng bị sạt này các bác này, nhưng mà chưa cháu được chưa ghi là kỹ lắm. Cái mảng bên này thì cũng chuẩn bị là bị sạt xuống thêm đấy. Đấy rất là may là còn nhà các em là còn là cách xa cho nên là đường thôi nhỉ. Vâng. Đấy bây giờ thì là cũng chuẩn bị là đi nấu cơm cho vợ đúng không? Đúng. Đấy, thế thì cháu được xin được là chia sẻ cái video này tới đây thôi cô bác ạ, và sẽ rất là mong sẽ nhận được sự trợ duyên và yêu quý của các bác dành tặng tới cho hai vợ chồng. Phải nói là các em đã thiệt thòi rồi đấy, nhưng mà đến thời điểm hiện tại là còn thiệt thòi hơn, đã rơi vào hoàn cảnh khổ rồi còn khổ hơn cô bác ạ, không có từ nào để mà diễn tả nữa. Các em thì là hiện tại đã rơi vào cái hoàn cảnh như thế thì cháu Lực cũng chưa từng trải qua, cháu Lực cũng không có hiểu sâu về lắm đấy, nhưng mà cháu Lực chỉ nhìn thôi và cảm nhận thì đó cũng là một cái sự bất hạnh đối với hai vợ chồng trẻ rất là nhiều, chỉ vì không nghe theo lời mẹ, là mẹ đã từ mặt, không bằng lòng để cho hai vợ chồng lại ở cùng nữa.
Hôm nay thì là lên thì không có bắt gặp là mẹ cả. Thực sự ra thì trong cái khoảng thời gian này khi mà cháu được ghi hình nhé các bác, lúc đầu mới lên thì ghi hình gia đình ấy, thì là chưa có cái sự việc mà hai vợ chồng là đẻ ở ngoài đường, là cũng chưa đến cái mức độ này đâu các bác. Đấy, nhưng mà sau khi mà hai vợ chồng đẻ ở ngoài đường thì là nó có thêm là rất là nhiều những câu chuyện gì nó xảy ra cả. Đấy, cháu được cùng xin được chia sẻ tới đây thôi các bác, và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác. Bây giờ thì Quỳnh gửi một lời chào tới tất cả các ông các bà nhé. Vâng, con xin chào các ông các bà, các anh các chị ạ. Bây giờ thì là Quỳnh với lại Mìn với lại Chùa thì là đi làm hết rồi các bác ạ. Còn Quỳnh thì là do là mẹ không cho cùng nữa, cho nên là cũng nấu cơm là cho hai mẹ con ăn, xong là buổi tối là còn lên trên kia để mà ngủ, xong là còn xem cháu nữa. Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác.